Shop sẽ tận tận. Xin chào các bạn, cho bây giờ tôi tận tiếp tục làm video đóng hàng cho bác Ngô Tuấn Khoa ở tỉnh Bạc Liêu. Đã đặt chiếc Tinter T10 Pro bản 1/2 R58 màu bạc size 46. Thì hôm nay tôi tận tận làm video đóng hàng chiếc Tinter T10 Pro bản 1/2 R58 màu bạc cho bác Ngô Tuấn Khoa ở Bạc Liêu. Thì hiện tại xe đang tôi tận tận bán sale trong tháng 9 giá từ 15 triệu đồng xuống chỉ còn 13.800.000 đồng, đang kèm giá nước về thông báo một số. Thì chiếc Tinter T10 Pro bản 1/2 R58 là thực hiện cung cấp bon một chuyển động vào Shimano 15 R58. Hôm nay sẽ bóc thùng và lắp ráp chiếc Tinter T10 Pro và đó là gửi đi cho bác Ngô Tuấn Khoa tỉnh Bạc Liêu. Bác nào có nhu cầu mua xe thì các lưu trực tiếp hotline 0933 52 186 để làm mua xe. Bây giờ bên em rất là nhiều xe đạp đua, xe đạp Tinter. Bác nào có nhu cầu mua xe thì các lưu trực tiếp hotline 0933 52 186 để làm xe này. Cảm ơn các bạn. Đây là toàn bộ chiếc xe Tinter T10 Pro bản 1/2 R5008 màu bạc size 46 của bác Ngô Tuấn Khoa ở tỉnh Bạc Liêu. Thì em đã lắp xong. Thì xe thiết kế khung carbon các bác nhé. Khung carbon này là màu sắc sơn. Màu bạc rất là đẹp luôn. Đùi đĩa của xe là đùi đĩa là ốc xây. Kem phản quang này, khung carbon Shimano 105 này, đùi đĩa là ốc xây này, 50-34T này, phủ đề sau là Shimano 105 này. Còn lip là sử dụng 11 tầng lip, xích là sử dụng xích IBN, phủ phanh là Retrobeck, xăm lốp Kenda. Cổng yên có cái cao con yên yên ra biển Tinter, ghi đâm ra Tinter, ghi đồ Tinter các bạn nhé, ghi đồ Tinter may ra Retrobeck này, một quả nhanh này. Đây tổng thể chiếc xe là Tinter T10 Pro bản 1/2 R5008 của bác Ngô Tuấn Khoa ở tỉnh Bạc Liêu. Thì em đã lắp xong và em đã đi test cấu hình cho bác, test cấu hình em sẽ test màu sắc sơn để xem đã sơn xe xem đồng đều chưa này. Thứ hai là test về bộ đề và đóng hàng gửi cho bác Ngô Tuấn Khoa. Bao lâu nhu cầu mua xe thì tiếp online 0933 52 186 là mua xe. Ok, bây giờ sẽ đi chỉnh bộ đề cho bác Ngô Tuấn Khoa ở tỉnh Bạc Liêu. Để chỉnh đề sau trước các bác nhé. Sau rất là nhạy, nên tôi chỉnh sang đề trước này. Đây
cũng như tất cả đều xe đều rất là nhạy vì đã được hãng chỉnh sẵn. Còn đến phanh này, phanh thì hãng đã chỉnh hết rồi các bạn. Hai cái mà phanh thì hãng chỉnh hết rồi thì đã chỉnh xong phanh đều để cho xe xuất ra được không, để sẽ tiến hành bọc lại và đóng hàng rồi đi. Bao nhiêu tuổi qua tỉnh Bạc Liêu thì bao lâu cũng có mua xe được xe online 0933 5216 là một xe thì bây giờ có xe tổng tập trực viên. Video đến kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem video.